Chào CEO, chào tới các người. Tớ là Đức, tớ đến từ Nghệ An và tớ vừa phỏng vấn động đại sứ quán nhận visa đến trường Daeguhani. Xin chúc mừng Đức nha, chúc mừng em vừa nhận được tấm visa đến với trường đại học Daeguhani. Đức có thể chia sẻ cho chị và các bạn đã biết cảm xúc lúc này của em được không? Cảm xúc của em thì chắc chắn là rất vui bởi vì mình đậu visa mà. Mình cố gắng mấy tháng trời để được tấm visa này thì hôm nay mình đã đạt được mục đích thì tất nhiên là mình rất vui rồi ạ. Thế thì không biết là phỏng vấn với trường Daeguhani này, phỏng vấn với đại sứ quán thì Đức có cảm thấy là khó không? Trường top 2 Daeguhani thì em không thấy khó lắm, còn đại sứ quán thì cũng vậy thôi, bởi vì nếu mà mức gọi là mức thang đo độ khó của đại sứ quán thì là em thì cho 8 thì có Hạnh và trung tâm MAP đã dạy cho em quá đến mức đấy là lên tầm mức 10 rồi ạ, nên là em rất là tự tin vào đại sứ quán ạ. Thế trong cái buổi phỏng vấn với đại sứ quán thì có câu hỏi nào mà Đức cảm thấy ấn tượng nhất không? Câu hỏi nào mà để lại trong em là em nghĩ là mình đã trả lời rất là xuất sắc cái câu hỏi đấy, và chính cái câu hỏi đấy chính là cái điểm chốt mà khiến đại sứ quán phải cấp visa cho em để em đi du học. Đó là câu lý do chọn chuyên ngành ạ. Câu đấy thì cô Hạnh cũng đang rèn luyện cho em rất là kỹ và em trả lời cũng mượt mà và không có gì là không tự nhiên, nên là em nghĩ là đấy là lý do mà đại sứ quán quyết định cấp visa cho em ạ. Thế không biết là Đức lựa chọn học chuyên ngành gì tại trường đại học Daeguhani thế? Dạ, ở trường Daeguhani em lựa chọn chuyên ngành nấu ăn ạ. Thế thì Đức, đây là một cái chuyên ngành khá đặc biệt. Từ trước đến giờ chị mới thấy có một bạn lựa chọn chuyên ngành này. Vậy thì Đức có thể chia sẻ cho chị biết cái lý do tại sao bạn lựa chọn chuyên ngành này được không? Chuyên ngành nấu ăn thì bởi vì từ bé đến giờ thì em đam mê về nấu ăn, với cả mẹ em thì cũng muốn hướng cho con trai theo cái nấu ăn ấy, bởi vì là trong trong nhà thì mẹ cũng rất là nhiều việc nên là bao giờ cũng để lại phần công việc nấu ăn này cho con trai ấy, nên là em cũng từ bé đến giờ được mẹ rèn giũa, với cả em cũng có đam mê đặc biệt về nấu ăn nên là em chọn chuyên ngành nấu ăn ạ. Thế thì không biết là ước mơ sau này của Đức sẽ làm gì? Có phải là em muốn trở thành một đầu bếp không, hay là em muốn là mở một nhà hàng cho riêng em? Dạ vâng, ước mơ sau này em thì sau khi tốt nghiệp đại học thì em sẽ trở về Hà Nội này và sẽ mở một nhà hàng Hàn Quốc ở Hà Nội ạ. Với cái khát khao trong em này, với cái lòng quyết tâm và sự đam mê về nấu ăn ấy, chị tin chắc rằng một ngày nào đó khi mà được học tập ở trường đại học Daeguhani và quay trở về Việt Nam thì em sẽ sớm tỏa sáng và thành công chương trình con đường mà em lựa chọn. Dạ vâng ạ. Chị chúc em là sẽ có một chuyến bay tốt đẹp đến với đất nước Hàn Quốc, và hy vọng em sẽ có những cái ngày tháng học tập tại trường đại học Daeguhani thật là ý nghĩa nhé. Dạ vâng ạ. Hẹn các bạn tại du học MAP và trường đại học Daeguhani nhé. Cảm ơn mình là